맛있는데? 맛있어. 베트남의 음식을 너그러 다 해줄게. 무반. 맛있어. Món gỏi cuốn Việt Nam khiến cho các sao Hàn thích mê, có người còn khen ngon đến chảy nước mắt. Phải nói rằng, ẩm thực Việt Nam rất được lòng bạn bè quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc. Đã có không ít các quán ăn Việt ở xứ sở Kim Chi và quán nào cũng đều nườm nượp khách, lần lượt check-in trên Instagram ngày càng dày đặc. Ngoài những cái tên vàng như phở, bánh mì, bún chả thì các món gỏi cuốn cũng khiến cho người Hàn bấn loạn. Có lẽ chính nhờ cách ăn độc đáo kết hợp với nhiều nguyên liệu cùng lúc hòa với phần nước chấm đậm vị mà món ăn này dễ dàng chinh phục được vị giác của người dân xứ Hàn. Không những vậy, các idol Hàn cũng phát cuồng món gỏi cuốn của Việt Nam. Đã nhiều lần, các idol bày tỏ sự thích thú tột độ cho món ăn này. Thậm chí có người còn chuẩn bị nguyên liệu và tự tay làm gỏi cuốn ngay trên sóng truyền hình. Làn sóng Hallyu bùng nổ kéo theo những xu hướng lan rộng từ âm nhạc, phim ảnh sang mua sắm, trang điểm và cả ăn uống. Có những sự thật rằng, nghệ sĩ Hàn Quốc chính là những trendsetter, người tạo xu hướng quyền lực nhất, họ dùng cái gì là cái đó hot. Sự xuất hiện dày đặc của món Việt dân dã này trong đời sống người Hàn đang ngầm chứng tỏ một điều, ẩm thực Việt ngày càng phổ biến và được yêu mến tại Hàn. Cũng như trên bình diện thế giới, chỉ khiến cho một món ăn trở nên nổi như cồn, biến thành trend hay thậm chí là show out đã là chuyện đã rất quen thuộc. Và các bạn nghĩ sao nếu chính những nghệ sĩ Hàn lại lăng xê các món ăn Việt chinh phục nhiều bạn bè quốc tế? Các món ăn Việt cũng chinh phục rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, điển hình như các món phở, bánh mì, cơm tấm. Trong số đó, dù không được nhắc đến nhiều như phở hay bánh mì, nhưng món cuốn, gỏi cuốn của chúng ta cũng chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt trong nền ẩm thực, đồng thời cũng rất được nhiều người yêu thích. Đại sứ gỏi cuốn tên gọi là Park Bo-gum, trong lần tham gia show thực tế Hillary's Homestay, Park Bo-gum đã chia sẻ rằng gỏi cuốn chính là món Việt Nam anh yêu thích nhất. Để chứng minh cho điều này, vào bữa ăn tối, anh đã đích thân vào bếp tự tay chuẩn bị các nguyên liệu để làm món gỏi cuốn chiêu đãi các khách mời có mặt tại đó. Thông thường, gỏi cuốn Việt Nam chỉ to bằng 3 ngón tay, nhưng Park Bo-gum đã cuốn to bằng cổ tay và ăn hết chỉ trong 2 lần. Vừa ăn, anh chàng vừa mỉm cười và liên tục suýt xoa. Ôi, ngon quá! Đặc biệt hơn, sau khi tập này trở nên viral, món gỏi cuốn của Việt Nam được nhiều người săn lùng ở các quán ăn Việt tại Hàn. Hashtag gỏi cuốn Việt cũng bùng nổ trên Instagram và tạo ra làn sóng check-in cực khủng. Rose Blackpink chảy nước mắt vì gỏi cuốn quá ngon. Ở tập 7 Blackpink House, Rose đã đến một quán ăn tại Hàn Quốc để thưởng thức các món Việt Nam và gỏi cuốn đã ngay lập tức hạ gục Rose. Chỉ trong lần ăn đầu tiên, cô nàng đã bày tỏ sự phấn khích tột độ và còn ca tụng. Món này ngon đến chảy nước mắt luôn, cực kỳ ngon. Thậm chí trong lần ăn thứ hai, Rose còn liên tục vỗ tay khen ngợi món gỏi cuốn. Thậm chí vì quá yêu thích món gỏi cuốn, cô nàng đã không ngần ngại lăng xê trên trang Instagram hàng chục triệu người theo dõi với dòng trạng thái. Món ăn yêu thích nhất của tôi. Món ăn chủ yếu là các loại rau củ được thái dài, cuốn cùng với thịt hoặc là tôm và bên trong miếng bánh tráng, nhưng khi hòa quyện với nước chấm lại có thể khiến người ta tan chảy vì độ ngon. Và Rose cũng không thể thoát khỏi sự hấp dẫn của món ăn Việt Nam này. Nhìn Rose ăn là biết được cô ấy thích món này như thế nào mà. Gỏi cuốn đã nhanh chóng hạ gục thực thần Rose trong nháy mắt. Nhìn cái cách ăn và tận hưởng vị ngon đến quán quéo, lại còn ca tụng ngon đến độ chảy nước mắt là thấy được sự thích thú của Rose ở mức độ nào rồi phải không? Nếu có 10 người làm đại sứ thương hiệu, các nhà hàng món cuốn chắc chắn sẽ phải suy nghĩ với đại diện này đấy. Gỏi cuốn khiến hai thực thần Seonho Produan 101 và Hui Pentagon trầm trồ. Trong dịp đến Việt Nam ghi hình cho chương trình ẩm thực One Night Food Trip, Seonho Pro 101 và Hui Pentagon đã ghé qua một nhà hàng và lần đầu được ăn thử món gỏi cuốn. Phần gỏi cuốn được hai thực phần mukbang dùng thử được cuốn sẵn gọn gàng đẹp mắt với nhân bên trong là rau sống và tôm thịt, đi kèm là một chén sốt chấm đặc trưng. Ngay khi thử gỏi cuốn, cả Seonho và Hui đều tỏ ra vô cùng bất ngờ với hương vị đặc biệt của món ăn này. Hai anh chàng chia sẻ món gỏi cuốn mang lại một cảm giác rất khác và đặc biệt so với món mình từng được thử. Thậm chí chàng idol của chương trình Produce 101 còn cho biết, khi có dịp quay trở lại Việt Nam, anh sẽ cùng với gia đình ghé đến đây để thưởng thức lại món ngon tuyệt này. Sana Thai trổ tay làm món gỏi cuốn trên sóng truyền hình. Nhắc đến những sao Hàn mê gỏi cuốn thì không thể thiếu Sana của Thai. Ngay từ thời điểm tham gia TikTok, tuyển chọn thành viên cho Thai, Sana đã nhận được nhiều sự chú ý nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút và cực kỳ sáng sân khấu.
Gần đây, cô nàng lại trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng nhờ nhan sắc lẫn khí chất ngày càng lên hương, thậm chí còn có phần lấn át cô bạn cùng nhóm Tiju, vốn được tung hô là nữ thần sắc đẹp thế hệ mới của K-pop. Khi tham gia chương trình Sống Còn 16, thay vì phô diễn khả năng nhảy múa như các thí sinh khác, cô nàng đã quyết định một mình một ngựa, mang các nguyên liệu lên sân khấu làm món gỏi cuốn Việt Nam mà mình yêu thích trước ba vị giám khảo. Sau khi lên sóng, đoạn clip làm gỏi cuốn của Sana đã nhanh chóng có mặt trên top tìm kiếm. Đặc biệt hơn, món ăn này cũng nhờ đó mà càng trở nên nổi tiếng hơn ở Hàn Quốc. Park Jung-soo và Go Hyun-joo tấm tắc khen gỏi cuốn trong lần đến Việt Nam. Hai ngôi sao nữ Park Jung-soo và Go Hyun-joo từng đến Việt Nam để ghi hình cho chương trình Photo Trip của đài KBS. Trong lần trải nghiệm ẩm thực này, Park Jung-soo và Go Hyun-joo đã được thưởng thức món gỏi cuốn tôm thịt của Việt Nam. Mặc dù nguyên liệu có trong gỏi cuốn và nước sốt chấm có chút khác biệt so với gỏi cuốn Hàn Quốc, nhưng nữ diễn viên Park Jung-soo vẫn tỏ ra rất thích thú và còn liên tục khen ngợi gỏi cuốn Việt Nam rất ngon. Bên cạnh đó, nữ ngôi sao Go Hyun-joo cũng dành nhiều lời khen cho gỏi cuốn Việt Nam. Cô cho biết, dù không thích rau thơm có trong gỏi cuốn, nhưng món này vẫn khiến cô khá bất ngờ về hương vị. Không những vậy, những hình ảnh về món gỏi cuốn Việt Nam cũng khiến dàn khách mời có mặt tại trường quay của chương trình Photo Trip nuốt nước miếng ừng ực. Vợ chồng Biren Kim Tae-hee thích thú với món gỏi cuốn khi trốn con đi hẹn hò. Biren và Kim Tae-hee được cho là cặp đôi hạng A quyền lực bậc nhất tại xứ sở kim chi, cặp đôi bén duyên khi lần đầu hợp tác trong một quảng cáo năm 2011. Tháng 4 vừa qua, Biren và Kim Tae-hee đã cập nhật ảnh mới lên trang cá nhân Instagram, mặc dù cả hai không hề có bất cứ tấm ảnh chụp chung nào. Thậm chí nàng ngọc nữ còn cẩn thận đăng ảnh cùng bạn, nhưng chính cảnh biển ở phía sau đã vô tình cho thấy cặp đôi đang ở cùng nhau. Được biết, nam ca sĩ đang làm tại Jeju để thực hiện một chương trình, Biren đã đến một nhà hàng Việt Nam tại đây để thưởng thức những món ăn truyền thống của Việt Nam như gỏi cuốn, bánh xèo, nem lụi, phở và cà phê sữa. Trên trang Instagram, ông bố trẻ còn nhờ vợ quay clip mình ăn món gỏi cuốn và tấm tắc khen ngon, khiến cho người hâm mộ vô cùng thích thú. Bên cạnh hai món ăn nổi tiếng là phở và bánh mì, nhiều sao Hàn Quốc còn rất ấn tượng với món gỏi cuốn của Việt Nam. Để lý giải cho sự bành trướng của gỏi cuốn Việt trong văn hóa đại chúng Hàn, người ta quay lại bản chất đơn giản nhưng bổ dưỡng của món ăn này. Gỏi cuốn nhiều rau, thanh nhẹ, không chiên xào, ăn no mà không đầy bụng. Điều này khiến nó trở thành món dễ thở trong ẩm thực Hàn vốn nặng gia vị cay nóng và các món chiên xào. Cùng với ngoại hình nhiều màu bắt mắt, rất ăn ảnh, gỏi cuốn từng bước trở thành ông vua của mạng xã hội Hàn Quốc, tiếp nói những người anh cả là phở để truyền bá ẩm thực Việt ra toàn thế giới. Hãy chia sẻ cảm nhận và góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận. Và video đến đây là kết thúc. Nếu quý khán giả thấy hay và ý nghĩa, nhớ tặng admin một like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.